Màu sắc thay thế cho hồng Barbiecore. Màu hồng từng khiến giới mộ điệu thời trang săn lùng cả năm 2022. Tuy nhiên, đây là lúc một màu sắc nổi bật không kém đang ngày càng chứng minh sức hút. Kể từ khi màu hồng xuất hiện trong những trang phục mang phong cách Barbiecore, các nhà thiết kế bắt đầu bổ sung tông tươi sáng, rực rỡ vào những item của mình. Đặc biệt, màu tím, đỏ tươi, cam và xanh lá được ưu tiên hơn các màu trung tính và có phần buồn bã trong tủ đồ. Trong đó, theo Insight, các sắc thái đậm của màu xanh lam như xanh coban sẽ là xu hướng màu sắc cho mùa thu đông năm 2022. Thậm chí, loạt màu này sẽ còn tiếp tục bùng nổ cho đến mùa xuân năm sau. Tông màu cải thiện tâm trạng. Theo nhà thiết kế Kia Tam Linh, không phải tự nhiên mà một màu sắc lại trở nên thịnh hành trong thời trang. Màu sắc quần áo ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng. Nói một cách khác, trang phục tông màu sặc sỡ giúp chúng ta hồi phục cảm xúc sau những tác động của đại dịch 2 năm trước, anh nói. Theo một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology, nhiều người thích lấp đầy không gian sống của họ bằng màu xanh lam, tím và xanh lá cây. Đây là các màu hấp thụ trực quan, đem lại cảm giác thoải mái nhất. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng màu sắc có thể chữa các bệnh về thể chất. Cụ thể, màu xanh lam có thể làm giảm huyết áp của người bệnh. Như vậy đã đủ lý do để bạn bổ sung ngay những món quần, áo, phụ kiện màu xanh để phối cùng nhau trong suốt mùa thu, đông này. Màu xanh lam sẽ là xu hướng cho năm 2022 đến 2023. Xanh lam vốn không phải màu sắc mới. Tuy nhiên, có 3 sắc thái cụ thể của màu này được dự đoán sẽ là xu hướng trong thời gian tới. Màu xanh sáng, xanh pastel và xanh coban đậm. Simon Silver, nhà thiết kế thời trang tại Mỹ, cho biết sự gia tăng đột biến của màu xanh là sự phản ánh xu hướng thời trang đang nghiêng về những tông màu rực rỡ hơn. Màu sắc càng nổi bật, càng chứng tỏ tinh thần tốt, phấn chấn, thoải mái, ông nói với Insight. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng sự gia tăng đột biến của màu xanh coban đậm là do được truyền cảm hứng từ International Green. Đây là một thuật ngữ chỉ màu xanh lam đậm được pha trộn bởi nghệ sĩ người Pháp Yves Green. Màu xanh thay thế hồng. Các nhà thiết kế cho rằng màu xanh lam khó có thể vượt qua cái bóng của sắc hồng màu tạo nhiều tiếng vang nhất năm 2022. Tuy nhiên, họ đồng thuận cho rằng màu xanh sẽ ngang hàng với sự phổ biến của các trang phục màu đỏ. Lana Jean Clarkson, nhà thiết kế thời trang, cho rằng những trang phục màu xanh lam mang lại sự sống động tương đương màu hồng, nhưng dễ mặc và dễ phối đồ hơn. Chúng tôi dự đoán thị trường thời trang cao cấp sẽ biến tông màu này trở nên phù hợp với những chiếc áo khoác ngoài hiện đại trong suốt mùa thu đông. Tôi không dám khẳng định xu hướng này sẽ kéo dài trong bao lâu, thời trang thường rất khó đoán. Nhưng hiện tại, những item màu xanh vẫn là thứ bạn nên sở hữu nếu muốn trở nên thời thượng hơn, bà nói thêm.